Xin chào anh chị, đã quay trở lại với kênh YouTube Hưng Phạm Nhà Đất Bình Dương. Lúc này em đang có mặt tại ấp 9, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Chính chủ gửi em bán lô đất qua kênh YouTube của chú anh chị ạ. Mua đất tặng nhà, tặng full nội thất luôn ạ. Hãy cùng em tham khảo ngay nha. Anh chị hào phóng hãy tặng cho em một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi cập nhật giá cả bất động sản tại Bình Dương nha. Ngay bây giờ đây, em sẽ giới thiệu về đường xá cũng như dân cư ở đây nha. Vị trí em đang đứng là tuyến đường huyết mạch DH507. DH507 là một tuyến đường huyết mạch kết nối với các xã cũng như là tỉnh thành của chú anh chị ạ. Di chuyển theo hướng này là mình sẽ ra là An Thái cũng như là kết nối với lại thành phố Đồng Xoài của chú anh chị ạ. Còn đây chính là vị trí căn nhà hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị nha. Đường DH507 là một tuyến đường đang được quy hoạch mở rộng là 32m nha cô chú anh chị ơi. Trừ từ tim đường vào là 16m. Còn lô đất hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị á, có diện tích ngang là 13,55, dài là 135, có 350m thổ cư. Tổng diện tích đất của mình là 1493,3m2 cô chú anh chị ạ. Trên đất thì có một căn nhà, sau nhà thì có một vườn cao su luôn nha cô chú anh chị ơi, đang cho cạo rồi. Lô đất này thì bốn xung quanh gia chủ đã rào lại hết cho chúng ta rồi ạ. Trước nhà thì có một cái cổng. Đó. Ở đây thì gia chủ trồng cũng khá nhiều cây cảnh nha cô chú anh chị ơi nguyên khu vực này thì chúng ta có thể là trồng cái thêm rau vào để mình làm cái rau sạch để gia đình mình sử dụng nha. Căn nhà này được thiết kế là bám mặt tiền đường, quay về hướng Tây của chú anh chị ạ. Xung quanh nhà thì gia chủ đã trồng một số loại cây cảnh cũng như tiểu cảnh ở đây cô chú anh chị ạ. Tiện ích trong bán kính là 1,3 km thì mình sẽ tiếp cận được là Ủy ban Nhân dân xã An Linh, trạm y tế, bưu điện, công an xã, chợ An Linh cũng như là trường mầm non và trường tiểu học và trường cấp 2 của chú anh chị ạ. Đặc biệt là trường cấp 2 là cách vị trí nhà mình chỉ có là 50m thôi nha. Đó, ngoài ra từ vị trí nhà mình mình di chuyển ra đường DT741 là hết 13 cây số. Nhà này thì có diện tích là ngang 5, dài 16, tổng 80m2 các chú anh chị ạ. Tính cả công trình phụ là 120m2 nha. Nhà thì cũng được ốp gạch. Nhà này còn mới là 75% nha các chú anh chị ơi không gian quanh nhà thì gia chủ cũng trồng một số cái cây cảnh nói chung là tạo không gian là mát mẻ thoải mái khi mình làm việc cũng như ở nhà thôi cô chú anh chị ạ nhà này hiện tại thì gia chủ cũng rất là kẹt tiền rồi nên là gửi em bán với mức giá là 2 tỷ 650 triệu còn thương lượng nhẹ nha cô chú anh chị ơi nhà này thì có một cái ban công ngoài đây cô chú anh chị mình có xe hơi thì mình có đậu ở khu vực này nha với những cô chú anh chị mình theo là đạo công giáo thì cách vị trí nhà mình chỉ có là 500m thôi nha. Còn cà phê, hồ bơi bối bối cách vị trí nhà mình là 190m. Anh chị nào đam mê bộ môn là đá bóng, cầu lông thì cách vị trí nhà mình chỉ có 350m thôi nha. Cô chú anh chị mình ở Thủ Dầu Một á thì mình di chuyển xuống vị trí căn nhà này là hết 57 cây số. Thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển xuống đây là hết 80 cây. Đồng Nai mình di chuyển xuống đây là hết 100 cây ạ Như đầu video em có chia sẻ là bán đất, tặng nhà, tặng full nội thất nha cô chú anh chị ơi Khi đi thì gia chủ sẽ mang một số cái vật dụng cá nhân của gia chủ đi nha Ví dụ như là máy tính này, rồi các thông tin bảo mật của gia chủ thì sẽ mang đi hết nha Đó. Nhà thì mới khoảng tầm là 75% cô chú anh chị ạ Hệ thống cửa ở đây thì được trang bị là cửa kính khung sắt cũng như là rèm nha cô chú anh chị ơi tất cả mọi đồ trong đây thì đều được gia chủ là để lại cho chúng ta nhà này thì cũng có công năng là một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà ăn cũng như là không gian nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng biệt. còn bây giờ em sẽ di chuyển vào hành lang để em mời cô chú anh chị mình cùng xem qua. đây là một cái phòng ngủ đầu tiên này cô chú anh chị ơi. lúc này em sẽ bật cái điện lên để em mời cô chú anh chị mình cũng thấy rõ ràng hơn nha. phòng ngủ này thì diện tích khoảng tầm là 25 mét vuông thôi. đó trần thì được trang bị là trần tôn lạnh nha cô chú anh chị không phải là thạch cao nha tôn lạnh thì nó cũng rất là mát rồi đây là một căn phòng thứ hai đó mọi thứ thì gia chủ sẽ để lại cho chúng ta mỗi phòng đều được trang bị là cái máy lạnh nha cô chú anh chị ơi phòng này thì cũng rộng khoảng tầm là 25 mươi mét vuông cũng được trang bị là trần tôn lạnh còn ở phía đường sau này là không gian nhà bếp cũng như là không gian sinh hoạt ăn uống ở đây thì gia chủ thì hay làm việc ở dưới khu vực này nha đây là không gian nhà bếp không gian nhà bếp này thì rất là sạch sẽ cũng như ngăn nắp gọn gàng nha cô chú anh chị đây là gia chủ đang làm việc em thì em vẫn đang tiếp tục công việc của em là quay để giới thiệu đến cô chú anh chị em xin nhắc lại nha Căn nhà này hiện tại gia chủ đang gửi em bán với cái giá là 2 tỷ 650 triệu cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em qua số màn hình ngay nha và cũng đừng quên cho em xin một like cũng như một đăng ký Kênh để ủng hộ em ạ cũng như là theo dõi cập nhật về giá cả bất động sản tại Bình Dương khu vực này thì đông dân cư cô chú anh chị mình mua căn nhà này mình có thể là ở cũng như là mình kinh doanh buôn bán tại vì nó sát với trường cấp 2 cô chú anh chị ạ cách trường cấp 2 chỉ có mỗi là 50 mét thôi cùng phía bên nhà này luôn nhà này thì đường sau nhà thì cũng có những cái không gian mở ở đây thì có nhà vệ sinh và nhà tắm với cái số tiền mình bỏ ra là mình sở hữu ngay một cái căn nhà để mình sử dụng này cũng như là một cái mảnh vườn sau nhà để mình có thể là chăn nuôi cũng như là trồng cấy nha cô chú anh chị ơi vị trí thì rất là đẹp rồi khu vực dân cư gần trường học thì mình có thể là kinh doanh buôn bán cũng được này bây giờ em sẽ di chuyển ra phía sau nhà để mời cô chú anh chị mình cùng tham khảo xem nhà này có gì nha đó ở đây thì gia chủ cũng trồng khá nhiều cây cảnh ở đây nói chung là bốn xung quanh nhà thì gia chủ đều trồng hết đường này thì mình có thể ra là thẳng đường cổng nhà nha đây thì có cái quả gấc này cô chú anh chị ơi gấc này thì còn xanh chưa chín gấc thì mình có thể là làm sôi được nha đây thì gia chủ ngày trước cũng có là nuôi lợn gì rồi chăn nuôi đủ thứ ngoài đây cô chú chị ạ nhưng mà nay thì bận quá cũng không có làm được nữa cũng ngưng rồi không có chăn nuôi nữa còn bây giờ em sẽ di chuyển ra để cho cô chú anh chị mình cùng thấy là khu vực chăn nuôi là sao nha ở ngoài đây thì cũng có cái cây sung rất là lớn ở ngoài đây đó. ngoài ra thì mình còn có là cái bụi riềng khá là to đây này riềng này không biết là riềng riềng đỏ hay là riềng gì đây đó bụi riêng này cũng như lá lốt này. Đấy. Nói chung cô chú anh chị mình mua cái lô đất này thì mình được tặng nhà này, rồi tặng nội thất này. Ngoài ra mình còn có cái không gian thoải mái để mình trồng cái chăn nuôi. Ngày trước thì gia chủ cũng có là chăn nuôi heo cũng như chăn nuôi gà nha cô chú anh chị ơi. Bốn xung quanh thì đều được gia chủ là rào hết cho mình rồi. Đây thì có những cây cao su rất là lớn cũng như là cây mít này. Đó. cao su này thì hiện tại gia chủ vẫn đang cạo nha nhưng mà gia chủ là hai vợ chồng làm thầy cô giáo nên là cũng không có cạo nhiều cách hai ba ngày cạo một lần đến đoạn này á thì em mời cô chú anh chị mình cùng nhìn trên cái sổ thì để cô chú anh chị mình có thể hình dung ra được là cái hình dáng của lô đất của chúng ta chỗ này á thì trước kia gia chủ đã cắt một nền đất ra để bán cho người ta nên đâm ra là nó tóp vào là 7 mét cô chú anh chị ạ không gian sau này thì gia chủ cũng đang là chăn nuôi gà cũng như là nuôi ong nha cô chú anh chị đây thì ngày xưa có nuôi heo ở đây nhưng mà nay đã không nuôi nữa rồi nói chung á là cái lô đất này rất là phù hợp cho những người nào đã có gia đình rồi mình uh, về đây mình ở rồi mình uh, kinh doanh buôn bán rồi mình làm thêm là chăn nuôi nha cô chú anh chị ơi thì rất là thích hợp đó đây thì uh, có hai cái chuồng trại nha một chuồng trại là chuồng heo và một chuồng trại là chuồng gà để nuôi chăn nuôi gà và nuôi heo nha cao su này á, thì cách uh, 3 ngày thì gia chủ cạo một lần nha cô chú anh chị ơi cao su cũng khá là lớn rồi, cũng già rồi, đó. Bốn xung quanh thì đều được gia chủ là rào hết rồi, nên là mình chăn nuôi gà thoải mái, mình không có sợ nha. Đây thì gia chủ cũng có một số cái mô hình như nuôi ong ở đây. Còn đến đây là hết đất nha cô chú anh chị ơi, đến cái chỗ hàng rào kia là hết đất rồi đó. Cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi hết video của em. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị.